Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì cũng khá là lâu rồi, thì mình mới tiếp tục chia sẻ những cái game NFT đến từ các cái thị trường. Ok, thì như mọi người biết thì hiện tại thì cái game NFT nó vẫn chiếm cái spotlight trong những cái dự án gần đây. Nhưng mà gần như mọi người cũng nhận thấy là rất là nhiều game nó ra liên tục đúng không ạ? Nên mọi người rất là khó có thể follow được. Và đặc biệt là thì trong bất cứ một thị trường nào đấy sẽ có sự đào thải thôi, dần dần những cái game mà làm chân chính đi long term đường dài thì nó sẽ tồn tại, còn những game ăn xổi thì chắc chắn nó sẽ bị đào thải theo thời gian. Ok, thì trong những video trước ấy mình đã có một video chia sẻ về cái Meta World này, là một cái game mà nhập vai bối cảnh trong vũ trụ, thì đánh giá cái tựa game này thì mọi người có thể xem lại video nhá. Thì trong nội dung video này thì mình sẽ chia sẻ về những cái thông tin mới về cái dự án Meta World này, cũng như là cách để chúng ta tham gia cái whitelist airdrop để chúng ta có thể là nhận những token hoàn toàn miễn phí từ dự án. Ok, thì trong trên đồ Bang Bang Gaming, nếu bạn nào mà chưa theo dõi thì mọi người có thể vào nhé. Thì mình có update một cái spotter liên quan đến các cái game mà diễn ra trên game phi, nền tảng game phi này, thì Meta World cũng sẽ diễn ra trên nền tảng này. Thời gian họ chưa thông báo chính thức nhé, thì có cái đồng Meta World này trong tháng 10 này thôi họ sẽ diễn ra IDO này. Thì trên Medium của game phi cũng nói về cái Meta World này rồi, và họ sẽ là một cái dự án upcoming IGO này, là một cái dự án chuẩn bị kêu gọi vốn trên nền tảng game phi. Thì game phi nó khá thành công, hôm trước nó tăng tận hơn 100 đô và giá IDO của game phi là 1 đô, thực sự rất là kinh khủng trong cái thị trường này luôn. Thì mọi người có thể theo dõi và đọc các thông tin từ dự án. Ok, thì để biết thêm các thông tin dự án và cái Meta World này, mọi người có thể tham khảo cái website của họ nhá, cũng như là cái white paper. Thì ở đây đội ngũ partner của họ cũng khá là ok, một số cái đội ngũ mình thấy rất là quen thuộc như kiểu X21 này, Raptor Capital này, ICT Lab này. Thì khả năng là theo dự đoán của mình nhá, thì chắc chắn là nó sẽ IDO trên game phi rồi, và khả năng thứ hai là có thể trên Redkai nữa, cũng một nền tảng IDO. Cái ROI của cái nền tảng này thường nó phải x10 trở lên vì cái trend game nó rất vẫn còn tiếp tục. Ok, thì trong video này mình sẽ chia sẻ về cách chúng ta có thể nhận cái airdrop lên tới khoảng 30.000 đô này từ dự án Meta World này, và họ sẽ giveaway, tức là airdrop 4,2 triệu token World này. Ok, thì tổng sẽ là khoảng 2.200 người sẽ nhận được cái reward này, trong đó nó sẽ chia là 4,2 triệu token World và 3.000 đô, tổng là khoảng 33.000 đô nhé, 30.000 đô này, tổng 30.000 đô. Thì hai đây họ nói là 200 người sẽ lựa chọn random để mỗi người nhận được 21.000 cái token World này, rất là nhiều luôn, và 2.000 người khác sẽ sharing là khoảng 3.000 đô trên cái prize pool này. Thì 2.000 người là 2.000 người may mắn nhá, còn 200 người này là cũng 200 người cực kỳ may mắn thì nhận được mỗi người 21.000 cái token World này. Và họ yêu cầu là chúng ta phải hoàn thành một số cái bước đơn giản, thì sau đây mình sẽ chia sẻ những cách làm nhá. Thì mọi người vào cái link trên Glam này dưới mô tả video, thì mọi người sẽ đăng nhập đến một trường Twitter, bạn có thể log in với Twitter hoặc log in với Gmail nhé. Sau đó thì bạn sẽ follow cái Meta World của họ trên Twitter này, ấn vào này. Nó rất đơn giản thôi, các bước rất đơn giản thôi. Thì đây là một vị trí cực cực kỳ đẹp nhé, mọi người làm hoàn toàn free thôi, chăm chỉ làm và may mắn thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng, chúng ta không phải bỏ tiền ra đầu tư gì cả. Ok, các bạn ấn Enter này. Đó, tiếp tục là chúng ta retweet này. Các nhiệm vụ của nó lần lượt thôi, nó rất đơn giản thôi. Đây cái bài thông báo về giveaway của họ, bạn vẫn retweet thôi, sau đó bạn lại tích tiếp cộng một, thì sau đó chúng ta sẽ mở được tất cả các nhiệm vụ nữa. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ submit cái địa chỉ ví BSC của chúng ta. Thì đây họ nói là nếu mà chúng ta mà điền địa chỉ ví không được ấy, thì chúng ta phải điền cả cái BSC scan nữa. Thì các bạn vào trang BSC scan này, các bạn sẽ gõ cái địa chỉ ví của bạn vào nhá, ví dụ ví MetaMask của mình đây thì mình sẽ dán vào này. Đó, thì các bạn sẽ copy cả cái đường link này, sao chép này, bạn paste sang bên này. Đó, thì chúng ta sẽ ấn Continue new này. Ok, chúng ta họ là check out cái website của họ thì các bạn cũng kích vào thôi, và chúng ta sẽ đợi lấy cái điểm. Càng nhiều em trai thì cơ hội chúng ta trúng cái airdrop càng lớn nhá. Tiếp là visit cái Meta World trên Redkai này, trên Reddit này. Thì các bạn có tài khoản thì các bạn log in vào, bạn nên tạo cái tài khoản nhé, thì bạn sẽ nhận được điểm này. Tiếp là bạn join cái Discord này, thì bạn cứ mở lên bạn join vào, bạn chấp nhận lời mời bạn join vào thôi. Đây chấp nhận lời mời này. Sau đó thì bạn ấn Continue thì bạn join là bạn đã được nhé.
Ok, tiếp là Telegram này, thì bạn cứ join vào làm từng bước một. Đấy, đây thì mình join group của họ rồi. Hiện tại Telegram group khoảng 35.000 thành viên này. Twitter thì khoảng cũng ba mấy nghìn thành viên đó. Twitter khoảng cũng 32.000 thành viên. Cộng đồng cũng khá là ok. Đây là cái đường link tiếp thị liên kết, bạn có thể share cái link này cho mọi người để tăng cái đường điện ăn chai của mọi người nhé. Và kích vào đây để lấy bonus này. Đó. Đăng này, nó họ bảo là sẽ thử lại trong 8 giờ nữa này. Đấy. Tiếp tục cái 10 cái bonus ăn chai này. Đấy, thử lại trong 8 giờ nữa này, thì các bạn lúc nào sau 8 giờ nữa bạn sẽ lấy ăn chai tiếp nhé. Tiếp là follow cái các cái KOL trên Twitter của họ. Các cái partner cũng như là đối tác của họ này, bạn có thể follow Manus Capital này. Rồi Raptor Capital, X21 Digital này, Recoin này. Rồi bạn cứ follow và bạn tích hết vào thôi. Bạn visit cái YouTube của họ này, tức là xem cái YouTube của họ có thể đăng ký kênh hoặc không nhá. Cái này mình đăng ký rồi này. Tích vào này. Tiếp là visit cái YouTube Boxing Minh này. Đây là một kênh khá nổi tiếng. Bạn tích vào là ok, continue. Đó, bước cuối là bạn tweet với cái hashtag này. Bạn ấn lên thôi. Đó, bạn tweet thôi. Ok, đã tweet. Đó, vậy là thành công. Thì các bạn cứ làm từng bước một nhá, thì bạn sẽ làm đủ hết entry thì bạn sẽ được nhiều điểm này, thì còn khoảng 4 ngày nữa kết thúc. Thì hy vọng là chúng ta nếu mà muốn tăng cái xác suất và chúng ta trúng cái airdrop ấy, hoặc là bất cứ một dự án airdrop hoặc wallet nào, bạn có thể sử dụng nhiều cái tài khoản nhá. Nhớ là cách làm thì mọi người có thể tham khảo trên mạng rất là nhiều, nhưng nhớ đầu tiên là phải fake IP thì chúng ta mới thể làm được nhá. Ok, thì vậy là trong video này mình đã cập nhật một số thông tin liên quan đến dự án của MetaWorld, cũng như là cái cách để chúng ta tham gia cái wallet của dự án này, tham gia Aerobe, thì họ chuẩn bị diễn ra IDO vào cuối tháng 10 thôi, cuối tháng 10 2021 này. Ok, nếu mà có bất cứ khó khăn hay thắc mắc gì mọi người cứ comment dưới video nhé. Nhớ join các channel của Bang Bang Gaming này, như Telegram này, Facebook group, như là Twitter để cập nhật những tin tức mới nhất từ các admin của Bang Bang Gaming. Ok, cảm ơn anh em đã luôn đồng hành ủng hộ với channel của Bang Bang Gaming nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.